Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel LVT Official. Thì thể theo yêu cầu của rất là nhiều bạn có hỏi mình, có PM hỏi ở trên YouTube cũng như là Facebook là cách sử dụng auto tại server Phật Sơn Ký Sự như thế nào. Thì hôm nay thì tranh thủ mình vừa live stream xong và bây giờ là 23 giờ đêm anh em ạ. Thì mình cũng tranh thủ mình làm video này để hướng dẫn cho những anh em mới vào chơi tại cụm máy chủ Phật Sơn Ký Sự của website công thành chính sư.net để anh em có thể buông tẩu một cách dễ dàng. Và trước khi vào video thì mình xin giới thiệu qua cho những anh em nào xem được video này muốn chơi tại server Phật Sơn Ký Sự, server hoạt động một ạc gen 4 ạc không hoàng kim môn phái, server là chủ đạo là đồ xanh và đây là phiên bản nội công và là đường môn thâm pháp. Chính thức cầu bân là ngày 19 giờ ngày 14 tháng 10 tức là thứ sáu. Và hiện tại đang cho test thử nghiệm, thì anh em xem được video này thì anh em truy cập vào trang web công thành chính xưa.net thì anh em có thể tải game. Và ngày hôm nay mình xin phép anh em thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy ô tô và cách sử dụng ô tô của phần server Phật Sơn Ký Sự cho những anh em nào mới chơi. Thì như ở video lần trước đây, cái video lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em cách tải game. Đây, hướng dẫn cách tải game đâu rồi. Đây mình vào bằng video. Đây, hướng dẫn cách cài đặt chi tiết, cách cài đặt game võ lâm server Phật Sơn Ký Sự. Thì anh em để mình sẽ để cái link mô tả phía dưới video anh em ạ. Để cho anh em nào chưa biết cài đặt thì anh em có thể vào video này anh em xem. Để anh em có thể cài đặt cái server Phật Sơn Ký Sự này. Nếu anh em gặp khó khăn thì anh em có thể truy cập cái fanpage. Cái fanpage của game có nghĩa là fanpage là Facebook GS. Đây anh em gõ đường link vào đây, facebook.com gặp GS ký ức 2005 tìm lại ký ức. Thì anh em nhắn tin vào fanpage này, tôi muốn cài đặt game, thì sẽ có người hỗ trợ anh em cài đặt nha. Và sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có thư mục này đây, thư mục này. Thì trước khi thì anh em chạy ô tô update lên cho mình nha. Anh em chạy ô tô update lên cho mình. Rồi sau khi update xong thì anh em có thể chọn cấu hình là cửa 2D, cửa sổ 1024 là màn hình rộng, còn 800-600 là cái cửa sổ nhỏ. Anh em thích chọn cái nào thì anh em bấm chấp nhận. Đó. Sau khi này thì mình sẽ... Anh em có thể mở ô tô đây nha, mở hai cái ô tô đây. Có thể mở nha, còn theo mình thì mình anh em mở vào trong thư mục của game nó dễ. Anh em tắt đi vào thư mục của game đây, thì anh em có thể vào thư mục auto bk công thành chiến sư new. Anh em mở cái list auto này đây, đây là auto bk nha anh em, đây là auto bk. Có nghĩa là auto đi nhặt quả, đi săn bốt, đi tống kim là anh em dùng auto này. Anh em mở cái này lên, anh em copy cho mình cái công thành chiến sư x Phật Sơn Ký Sự này. Đó, sau đó anh em chạy cái ô tô này lên, ấn chuột phải chọn rơ ngạc min. Xong cái cài anh em tắt đi, tắt đi cho anh em bấm phần cần phần cài game nha. Anh em dán cái copy lúc nãy, nghĩa dán cái list này nè, dán cái list này vào đây, anh em bấm áp dụng. Lúc nào nó hiện lên cái list server như thế này là thành công anh em ạ, như vậy là thành công. Rồi sau đó mình đăng nhập game thôi. Đăng nhập game thì bấm nút A để chọn nhân vật đưa vào. Để cách sử dụng như này đưa vào nha, để mình test luôn cho anh em xem luôn. Để mình test lên cho anh em xem luôn. Nói chung là cái căn bản thì cái auto công thành chiến xưa 10.72 này á thì nó như cái auto kim yến anh em ạ. Cái suột kim yến mà anh em hay chơi á. Để mình vô nhân vật luôn nha. Rồi, mình cho anh em bấm chữ A đây. Anh em bấm vào đây, chọn đây, ok. Như vậy là thành công anh em ạ. Anh chọn. Đây có chắc chế độ như là đi săn bốt, đi nhặt quái hoàng, em chọn chế độ war. Còn đi tống kim thì anh em chọn chế độ tống kim. Nha, em là tùy chế độ nha, anh em chọn chính là cái ạc của mình. Rồi, phần điều khiển thì anh em để chế độ đánh người, đánh quái hoặc đánh bốt thì anh em chọn vô. Phạm vi thì phạm vi tìm đối thủ tiếp cận thì nó bằng hiệu quả của kill. Ví dụ như đường môn là 480, thiên nhẫn là 480, võ đao là 512. 512 thì anh em để 512 đây.
Còn lúc mà đánh người thì anh em có thể chọn người dùng điều khiển là muốn lên ngựa trên người thì trong đây nó có sẵn. Ví dụ như anh em đi xuống điều khiển là anh em muốn xuống ngựa thì xuống ngựa là do mình điều khiển. Một là anh em đánh khoảng cách hay anh em đánh ngũ hành thì anh em chọn ở đây. Đó. Ví dụ đánh ngũ hành thì anh em bấm ưu tiên ở đây, chọn các phái ở đây nha. Không thì anh em bấm khoảng cách đó. Có nghĩa là thằng nào đứng gần nó sẽ đánh trước, thằng nào thấy nó sẽ đánh trước. Về vấn đề nhạc thì anh em để nhạc đây, nhạc ở trong thành chỗ này. Mình chỉ căn bản thôi nha em, còn phần chi tiết thì mình anh em có thể vào kênh của mình. Anh em có thể vào kênh của mình, anh em bấm đường link nè, YouTube C LVT Official. Rồi anh nói anh em bấm tìm video đây nè, nó tìm ở đây, anh muốn tìm thì auto kim yến. Nha. Ở trong cái auto kim yến này là có rất là nhiều cái video mình làm về auto kim yến rồi. Thì anh em có thể tham khảo ở đây nha. Không biết nãy giờ cái webcam của em có che cái màn hình không nữa anh em ạ. Không biết nãy giờ webcam của em có che màn hình nữa không, để em tắt webcam đi. Tắt webcam đi em ạ. Nhiều lúc chỉnh cái nó rồi tắt webcam đi. Đây mình đang nói tới đâu rồi. Có nghĩa là cái căn bản thì mình chỉ ở video này thôi. Còn những cái chi tiết, cái sâu xa rồi thì anh em có thể tìm trên kênh YouTube của mình nha anh em. Anh em có thể tìm trên đây, mọi thứ trong đây mình đều có làm hết anh em ạ. Quan trọng là anh em tìm thôi. Như auto kim yến, auto VL bí sử gì có trong đây hết. Auto VL bí sử có trong đây hết nha anh em. Anh em cứ tìm trong đây. Và anh em cố gắng coi video giùm mình chứ thầy thực là một video mình không thể nào nói hết được. Cái video này mình sẽ nói căn bản thôi. Cái phần này mình đã xong nha. Rồi cái bước thứ hai là phần hậu cần. Hậu cần thì anh em đem tiền vạn thì đem không lượng. Đó, phần phục hồi chúng ta qua phần phục hồi. Đó, bơm máu. Phần này chủ yếu phần bơm máu, anh em chọn loại máu anh em bơm. Bên này để số phần trăm. Ví dụ như 70%. Mana cũng vậy. Anh em nhớ trên đây là 0,0 nha. Hai dòng đây là 0,0 nha. Ở dưới là anh chọn loại máu, chọn loại mana, loại máu, anh em truyền vào đây. Như vậy là bơm cắt bơm máu, cắt phù đây. Rồi. Như vậy là xong anh em. Còn tống kim này anh chuyển qua tắp tống kim. Cái tống kim này thì chủ yếu là đi kéo xe thôi. Còn bình thường chúng ta không dùng đới, đi một ạc thì không cần dùng đới cái tắp mấy tắp này anh em ạ. Chủ yếu là cái điều khiển bảng 1 hậu cần. Vậy thôi. Chỉnh nhồi thuốc ở trong đây. Rồi tạo phím 1, chọn hai loại máu, tạo phím 9, tất cả các loại thuốc lắc ở đây. Thì mình có làm video hướng dẫn anh em cách nhồi thuốc lắc rồi. Anh em có thể search trên kênh YouTube của mình hoặc là tí này mình để link dưới mô tả cho anh em để anh em có thể coi. Đó, như vậy là các bước về auto BK đã hoàn chỉnh nha anh em. Rất là đơn giản phải không anh em? Còn muốn mà đánh ngay ví dụ đi ra nhặt quả y hoàng muốn đánh bang cùng màu thì anh em phần mở rộng đây nè. Cho bang tên bang hội vào đây. Cho tên bang hội vào đây thì anh em bấm vào luôn đánh bang hội. Có nghĩa là khi mà cùng màu nó cũng đánh nha anh em. Phần mở rộng ở đây nè. Phần mở rộng đây. Cùng màu nó cùng đánh. Anh em thêm cái tên của bang vào đây. Ví dụ mình thêm tên bang thiên đế đây là luôn luôn đánh bang thiên đế nha anh em. Và anh em lưu ý khi mà đi đánh tống kim thì anh em nhớ tích bỏ này nha. Chứ không vào tống kim nó thấy cùng bang là cứ đi theo sau là anh em tích bỏ cái này đi. Anh em lưu ý cái điều này cho mình. Rồi như vấn đề auto đã xong. Auto BK đã xong. Cái vấn đề thứ hai là auto và là bí sự. Là auto đi chen anh em. Auto đi chen thì anh em bấm vào phòng auto và là bí sự 1.9. Chen 1, chen 2 gì cũng được hết nhé. Chen GX1, GX2 được. Chọn GX1. Em chọn auto và là bí sự 1.9. Lúc nào nó hiện màu xanh này nè. Xanh lá cây này là crack thành công nhé nè. Và làm một crack thành công là được. Còn nếu mà ra màu xám thì là chưa thành công. Đó. Anh em lưu ý nha. Nếu mà ra màu xanh này là thành công. Để mình tắt đi. Hoặc là anh em có thể mở trên cái này cũng được. Khi em mở tôi vào là bí sử này chọn 1.9. Đó. Màu xám là chưa thành công nhưng màu xanh này là thành công nha anh em. Đó. Ô tô BK này cũng có mở đây cũng được. Đó. Mở cái nào cũng được nha anh em. Anh em lưu ý mở cái nào cũng được. Để auto VL bí sử này thì cách sử dụng như thế nào thì mình có làm video hướng dẫn anh em ạ. Đây. Anh em có thể search cái chữ auto VL bí sử ở trong là hướng dẫn toàn bộ cách cài đặt sử dụng auto VL bí sử 1.3 1.9.
hướng dẫn cài đặt auto hồi ức này, nói chung là tất cả trong đây đều có hết, liên quan tới auto này đều có hết nha em. Thì mình không nói ở cái video này nữa, tại vì nó rất là trùng lặp nên là mình không nói nữa. Mình tích vào đây để cái mình đi chen bình thường thôi. Mình sẽ để cái link mô tả phía dưới video về cách sử dụng auto này để cho anh em có thể đi chen và anh em có thể đánh qua nha anh em. Tại vì cái rồi ok anh em nha, nói mình tiếp vào đây đánh quái nè. Rồi ok, như vậy là mình đã hướng dẫn anh em cách mở auto BK và cách mở auto đi chen để anh em có thể buôn tẩu tại server mới Phật Sơn Ký Sử một cách dễ dàng. Thôi lời nói cuối cùng thì mình cũng xin cảm ơn anh em. Nếu anh em thấy video này hữu ích thì anh em có thể share cho mọi người cùng xem. Và anh em nếu muốn chơi tại server Phật Sơn Ký Sử cùng với mình thì anh em có thể vào trang web công thành chính xưa .net để anh em tải game và anh em trải nghiệm tựa game huyền thoại với mình nha anh em. Và bây giờ cũng đã hết nội dung video, thì mình xin cảm ơn anh em, chúc tất cả anh em chơi game vui vẻ và hẹn anh em ở một video khác. Cảm ơn tình cảm của anh em rất là nhiều nha. Chúc tất cả anh em chơi game vui vẻ. Bye bye anh em, nhớ anh em đừng tặng like cho mình nha. Bye bye anh em.